Xin chào các bạn, hôm nay mình có cái máy iPhone mà nó bị dính tài khoản iCloud nè, khóa cho chủ sở hữu rồi. Giờ mình ghim vô máy tính đó, mình coi từ nó iPhone gì, iOS máy để mình có hướng mình bypass nha các bạn. Máy này iPhone 6S thôi. Tình trạng email series đầy đủ ha. Giờ mình copy số email nè, mình kiểm tra coi thử nó hên nó là máy quốc tế thì mình bypass full SIM cho khách hàng luôn nha các bạn. Rồi máy này 6S 32GB. Rồi tình trạng lock các bạn ơi, máy này là máy lock ha. Hiện tại máy lock thì mình bypass full SIM chưa có được nha các bạn. Thôi giờ mình bypass dùng wifi đỡ đi ha. Mình chia sẻ thêm với các bạn cái tool coder người Việt Nam nè các bạn. Tool này cũng khá là hay ha. Các bạn tải cái link bên dưới video, các bạn tải về mở lên. Tool thì nó khá là dễ nhìn các bạn. Có 3 server nè. Các bạn AT xong các bạn bỏ qua cái phần cài đặt thì các bạn tích vô. Đầu tiên làm những cái máy hello á thì mình phải get cái file hello ha. Nó cũng giống như những cái tool mà trên kênh mình chia sẻ với các bạn thôi. Giờ mở device manager lên rồi bắt đầu mình get hello. Giống như mình backup cái file hello lại thôi. Get xong nó kêu có đưa về chế độ recovery không thì các bạn bấm get luôn. Máy sẽ tự động về chế độ recovery. Là chế độ cáp đĩa ha, mình nói vậy cho nhiều lúc anh em mới tập tành bài bát á cho dễ hiểu ha. Thì bước thứ hai á, mình vô chế độ power disk. Vô chế độ power disk để mình boot ram disk đó các bạn. Trên tool nó có nè, các bạn bấm vô. Rồi nó điều hướng với các bạn là qua cái tab là vô depo nè. Các bạn vô depo thôi. Các bạn đừng có tích vô cái ô only depo nha. Các bạn bỏ trống vô đó. Rồi mình vô depo bình thường. Khi các bạn vô depo thành công á, trên tool nó sẽ báo ha. Rồi depo thành công nè. Rồi trở lại cái tool chính á thì nó sẽ vô chế độ bonus. Rồi các bạn đợi cho nó chạy. Thường thường á, nói chung là có một số cái máy Windows nó sẽ vô chế độ bonus nó bị kén nha các bạn. Ví dụ máy này á thì nó sẽ bị treo ở 20% nè. Các bạn sẽ cài cái driver leak UBK cho nó thôi là xong à. Trong cái tool nó có luôn nè các bạn. Thư mục driver đầy đủ nè. Các bạn cài cho nó cái driver này ha. Cài như thế nào thì các bạn trở lại cái device manager. Tích chuột phải. Mình update cái driver nó thôi. Khá là đơn giản. Các bạn làm như mình là được thôi. Rồi chọn cái driver list USBK á. Trong cái thư mục của cái tool đó các bạn. Các bạn chọn. Rồi các bạn bấm next thôi. Là tất nhiên là trên cái tool đó. Nó sẽ chạy vô chế độ bonus tiếp tục ha. Các bạn xem nó chạy. Nó đơn giản vậy thôi. Quan trọng là cái khúc cài driver với lại mình vô chế độ bonus thôi. Thì tất nhiên máy tính của các bạn thì mình đâu biết xài máy tính gì đâu. Nó sẽ có chip này chip nọ. Cho nên vô thì nó hơi khác nhau một chút ha. Mời đẹp. Giờ bước số 3 mình boot ram disk. Các bạn nhớ nó đúng driver USB á thì mình mới boot nha. Còn nếu nó sai á thì mình phải cài lại ha. Nhiều lúc các bạn làm nhanh tay quá cứ bấm ủi á. Nó lỗi tè le hết, các bạn nhắn tin hỏi mình thì nhiều lúc các bạn kiểm tra trước khi các bạn hỏi giùm mình ha. Giờ mình boot ram disk. Lúc này cái tool á nó sẽ tải cái file trên server về. Tương ứng với cái máy của mình á. Rồi nó sẽ boot ram disk cho mình. Cái tool này hiện tại thì có một chút phí nha các bạn. Các bạn cần làm thì các bạn liên hệ với mình. Cái này cũng nói chung là hỗ trợ với admin thôi. Để với mình phát triển tool cho nó hiện đại hơn nha các bạn. Khi mình boot ram disk á thì những cái lệnh trên điện thoại nó sẽ chạy. Tool này các bạn đợi cho nó boot ram disk báo thành công là mình bypass thôi. Hiện tại cái tool này thì nó cũng hỗ trợ iOS từ 10 cho đến iOS 17 á các bạn. Các bạn có máy thì các bạn cài tool các bạn chạy thử ha. Giờ mình tiếp tục bypass hello. Vậy là xong thôi. Tool này thì mình test mà thì mình thấy nó nhập iCloud phát time rồi đầy đủ nha các bạn. Full thông báo luôn ha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Các bạn đợi một xíu ha, đừng có rút máy ra nha. Đợi cho nó tự động nó khởi động lên. Rồi mình test thôi. Oh my god. Tool này các bạn đặt mật khẩu với lại full thông báo luôn nha các bạn. Mình test khá là kỹ rồi. Các bạn cứ chạy bình thường. Mọi thắc mắc thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới video. Mình sẽ trả lời giúp các bạn ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình.
Xin chào, cảm ơn các bạn.